Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Tình hình khó khăn của Pháp. Tác phẩm này in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 8, trang thứ 121. Trong tác phẩm này có hai ghi chú là kế hoạch Marshall và tổ chức Bắc Đại Tây Dương NATO. Thì một lát ở cuối video mình sẽ nói. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn tác phẩm Tình hình khó khăn của Pháp. Năm 1947, Mỹ đặt kế hoạch Marshall để giúp Pháp và các nước Tây Âu. Các nhà tư bản và các báo phản động Tây Âu hoan nghênh nhiệt liệt. Dù các phái dân chủ và các đoàn thể lao động phản đối. Ngày nay, một nhóm tư bản và một số báo phản động ở Tây Âu, nhất là ở Pháp, đã thấy rõ rằng họ đã mắc lừa Mỹ. Họ đã nêu những việc sau này. Về tài chính, ngân sách quân sự của Pháp không do chính phủ Pháp định, mà do tổ chức Bắc Đại Tây Dương định, tức là do Mỹ định. Từ năm 1948 đến 1952, Mỹ cho Pháp vay 1.008.000 franc. Nhưng chiến tranh ở Việt Nam đã làm cho Pháp hao tốn 1.500.000 triệu. Và năm 1952, ngân sách quân sự của Pháp tăng đến 1.800.000 triệu. Giá đồng bạc của Pháp cũng do Mỹ định. Vì vậy mà Pháp phải hạ giá đồng bạc và phải lạm phát. Năm 1947, Pháp chỉ có 761.000 triệu giấy bạc lưu hành, mà năm 1952 tăng đến 2.041.000 triệu. Về buôn bán, Pháp cũng bị Mỹ hạn chế. Mỹ nêu ra 313 thứ hàng hóa cấm Pháp không được bán cho Liên Xô và các nước dân chủ mới. Vì vậy, việc buôn bán của Pháp thua hụt rất nhiều. Năm 1947, Pháp chỉ hụt 132.000 triệu, mà năm 1952, Pháp đã hụt 298.000 triệu trong 3 tháng đầu năm. Ai được hưởng? Trong khi kinh tế của nước Pháp sa sút, thì có 55 công ty đại tư bản phát tài to. Số tiền lãi của họ tăng 11 đến 14 lần. Và 19 công ty thực dân thì do chiến tranh ở Việt Nam mà được lãi gấp 45 lần. Ai thiệt thòi? Những nhà tư bản nhỏ bị Mỹ cướp mối hàng mà phá sản. Nông dân cũng bị thiệt thòi. Năm 1938, nông nghiệp góp phần vào kinh tế quốc dân hơn 23%. Năm 1951, sụt xuống chỉ còn 16%. Năm 1952, tính theo giá sinh hoạt thường, thì đại đa số công nhân và lao động trí óc thiếu thốn đến 1/4 những thức ăn uống tối thiểu. Thịt kém 25%, sữa kém 76%, giá bánh mì tăng 250%, vân vân.
Cực khổ hơn nữa là đời sống của 2,5 triệu người thất nghiệp. Tình hình kinh tế Pháp lúng túng như vậy, còn tình hình chính trị thì cũng rối beng. Những cửa bể, nhiều đường xe lửa và nhiều thành thị Pháp bị quân đội Mỹ chiếm giữ. Mỹ lại ra sức vũ trang lại cho Tây Đức, tức là đặt một ngọn dao găm, một con dao găm kề cổ nước Pháp. Thêm vào đó, quân đội của giặc Pháp ở Việt Miên Lào liên tiếp bị quân và dân ba nước đánh bại. Bị Mỹ lừa gạt, bị Tây Đức đe dọa, bị Việt Miên Lào đánh bại, kinh tế kém sút, tài chính khó khăn. Những điều đó đã làm chính phủ phản động Pháp lập lên đổ xuống 17 lần trong 8 năm. Mà tình hình ấy ngày thêm nghiêm trọng. Nhân dân Pháp đấu tranh cũng ngày càng rộng rãi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Pháp, họ đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh để phá tan ách áp bức của Mỹ, đòi chấm dứt cuộc chiến tranh bẩn thỉu ở Việt Nam. Uy tín của Đảng Cộng sản cũng ngày càng lan rộng. Trong các cuộc tuyển cử, cứ 4 người cử tri thì có 1 người bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản. Nhân dân Việt Miên Lào thắt chặt đoàn kết với nhân dân Pháp và nhân dân thế giới yêu chuộng hòa bình, tiếp tục kiên quyết kháng chiến thì nhất định sẽ toàn thắng vẻ vang. Thưa các bạn, tác phẩm này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đăng trên báo Nhân dân số 109 từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 1953. Sau đây mình xin trình bày tiếp với các bạn hai ghi chú trong tác phẩm này. Thứ nhất là kế hoạch Marshall. Đây là kế hoạch viện trợ kinh tế của Mỹ cho các nước tư bản châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai, do Marshall là Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đề ra vào ngày 5 tháng 6 năm 1947. Thực chất của kế hoạch Marshall là thực hiện mưu đồ của đế quốc Mỹ nhằm khống chế kinh tế, quân sự và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác. Các nước tiếp cận kế hoạch Marshall phải dành cho Mỹ những đặc quyền có tính chất một chiều, phải ngừng buôn bán với Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân. Phần lớn số tiền mà các nước nhận được từ kế hoạch Marshall do sức ép của Mỹ đều chi vào mục đích quân sự. Ngoài ra, đế quốc Mỹ còn được phép xây dựng nhiều căn cứ quân sự tại những nước này. Ghi chú thứ hai là Tổ chức Bắc Đại Tây Dương. Tổ chức Bắc Đại Tây Dương là viết tắt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương hay Liên minh Bắc Đại Tây Dương, viết tắt là NATO, là khối liên minh quân sự chính trị lớn nhất của các nước phương Tây từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai do Mỹ cầm đầu, được thành lập trên cơ sở Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ký tại Washington vào ngày 4 tháng 4 năm 1949. Hiệp ước này quy định, trong trường hợp có cuộc tiến công vũ trang vào một hoặc một số nước thành viên thì các nước khác phải nhanh chóng giúp đỡ, kể cả sử dụng lực lượng vũ trang. Ngoài lực lượng vũ trang riêng của từng nước, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương có lực lượng thống nhất dưới sự chỉ huy của Bộ Tổng Chỉ huy Liên minh khu vực. Từ ngày thành lập, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương luôn thực hiện chính sách đẩy mạnh chạy đua vũ trang, đặc biệt là việc tăng cường sức mạnh hạt nhân, tạo nên tình hình căng thẳng thường xuyên ở châu Âu và trên thế giới. Sau khi Tổ chức Hiệp ước Warsaw giải thể vào năm 1991,
thì tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương vẫn khẳng định sự tiếp tục tồn tại của mình, đồng thời tiến hành cải tổ cơ cấu, mở rộng thành viên, đưa tổng số thành viên lên 26 nước nhằm tăng cường vai trò ở khu vực và trên thế giới. Cái thành viên thì 26 nước thì hiện nay chắc có thể thay đổi rồi các bạn. Thưa các bạn, như vậy thì mình vừa trình bày xong với các bạn tác phẩm Tình hình khó khăn của Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và cũng nói qua hai ghi chú là kế hoạch Marshall và tổ chức NATO. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.